Vật lý lớp 12, bài 3, con lắc đơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Con lắc đơn gồm vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không giãn, có chiều dài l, khối lượng dây không đáng kể. Vị trí cân bằng của con lắc là vị trí có dây treo thẳng đứng. Kéo nhẹ quả cầu khỏi vị trí cân bằng rồi thả ra, ta thấy con lắc dao động quanh vị trí cân bằng chọn chiều dương từ trái sang phải, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O. Ở thời điểm T, vị trí vật M được xác định bởi ly độ gốc alpha bằng OCM hay ly độ công S bằng L nhân alpha. S alpha có giá trị dương khi con lắc lệch theo chiều dương và ngược lại. Cùng phân tích các lực tác động lên con lắc khi nó dao động. Khi dao động, vật chịu tác động của trọng lực vector B và lực căng vector T phân tích trọng lực vector B thành hai thành phần, lực thành phần vector BN theo phương vuông góc với quỹ đạo và lực thành phần vector BT theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Vì lực căng vector T và lực thành phần vector BN vuông góc với đường đi nên không ảnh hưởng đến tốc độ của vật. Hợp lực của chúng là lực hướng tâm giúp vật chuyển động trên cung tròn. Lực thành phần vector BT là lực kéo về có giá trị như sau. BT bằng trừ MG nhân sin alpha. Do ta xét alpha nhỏ nên BT bằng trừ MG nhân alpha bằng trừ MG nhân S trên L. Mà BT bằng MA suy ra gia tốc A bằng trừ G nhân S trên L. Ta thấy gia tốc luôn ngược hướng với ly độ công S hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỷ lệ với độ lớn của ly độ. So sánh với gia tốc của dao động điều hòa A bằng trừ omega bình phương nhân x, ta thấy G trên L có vai trò của omega, vậy dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa. S bằng S0 cos omega t cộng phi với S0 bằng alpha không nhân L. Chu kỳ t bằng 2 bi căn L trên G ta cùng khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng. Động năng của con lắc đơn là động năng của vật. WD bằng 1 phần 2 MV bình phương. Thế năng của con lắc đơn chính là thế năng trọng trường của vật. Với một vật đang chuyển động với gia tốc trọng trường G, ta cần chọn vị trí gốc thế năng ở đây là vị trí cân bằng. Gọi Z là độ cao của vật so với gốc thế năng. Ta sẽ có thế năng trọng trường của vật là WT bằng MGZ bằng L trừ L cos alpha bằng MGL 1 trừ cos alpha. Vậy cơ năng lúc này bằng động năng cộng thế năng W bằng WD cộng WT bằng 1 phần 2 MV bình phương cộng MGL 1 trừ cos alpha bằng hằng số. Bài tập câu 4, chu kỳ của con lắc đơn dao động nhỏ là A. T bằng 1 trên 2 bi căn L trên G B. T bằng 1 trên 2 bi căn G trên L C. T bằng căn 2 bi G trên L D. T bằng 2 bi căn L trên G Câu 5. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ, chu kỳ con lắc không thay đổi khi A. thay đổi chiều dài của con lắc. B. thay đổi gia tốc trọng trường. C. tăng biên độ góc đến 30 độ. D. thay đổi khối lượng của con lắc. Câu 6. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ ly độ gốc alpha 0. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu? A. căn GL 1 cos alpha 0. B. căn 2 GL cos alpha 0. C. căn 2 GL 1 cos alpha 0. D. căn GL cos alpha 0. Câu 7. Một con lắc đơn dài L bằng 2 mét. dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do G bằng 9,8 mét trên dây bình phương. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5 phút? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.